Dahil wala na tayong champion ngayong 2024 mula nang natalo si Marlon Tapales kontra kay Naoya Inoue. Sa kanilang unification fight sa Super Bantamweight Division na para sa isang undisputed champion sa division. Kaya ang mga Pinoy boxing fans ngayon ay nag-aabang kung sino ang mga Pinoy prospect na posibleng susunod sa yapak ni Manny Pacquiao na talagang puno ng aksyon ang mga laban. Isa na nga dito itong batang Cebu na nag-training na sa bansang Vietnam upang makakuha ng marami at mabigyan ng malaking laban. Ito ay ang WBA Asia Light Flyweight Champion na si Arvin Jan Pasyunes, mga tol, 18 years old, na may 7 panalo, walang talo, at 4 dito ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockouts. Noong 16 years old pa lang ito si Pasyunes, mga tol, kinikitaan na talaga ng kakaibang talino at lakas sa pagkikipaglaban. At napakagaling sa depensa, may hawig ang mga galawan nito sa undisputed champion sa welterweight division na si Terence Crawford na kayang magpalit-palit ng stance upang lituhin ang kalaban at kayang magbitaw ng solidong suntok sa kahit anong anggulo. Nakatapat ni Pasyunes ang isang eksperyensyadong pambato ng Vietnam na si Nguyen. Halika mga tol, ating balikan upang masaksihan ang kanyang laban noong si Pasyunes ay 16 years old pa lang. Ito ay sa semi-pro boxing competition kontra sa pambato ng Vietnam noong 2021. Sa pagbungad ng una round mga tol, nagpakitang gilas na kaagad itong batang si Pasyunes nang magawa nitong patamaan ang kalaban at mabilis na nailagan ang mga counters nito. Oh, vừa là độ pha lay hand khá tốt của đối tượng. Có sự chi nhiệt vào tầng dưới đai hai phía. Đụt đông. Hiện nay, như các bạn thấy thì Jay luôn tung ra nhìn thấy một cái gì đó rất là may quá rồi là người tôi đây. Vừa rồi là một cú chơi này cũng được tôi và Jack Cook chính. Như bạn thấy chàng tính là chúng ta to luôn tung ra một cú chá vừa rồi là một cú móc đến từ võ sĩ và như bạn đã thấy dưới ông đài huấn luyện viên của ta là một cú tay nguy hiểm rất là đẹp các bạn. Như bạn đã hai thì đây là một trận đấu xuất hiện lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam giữa hai đội tuyển của đội tổng đức tiếng đẹp ngoài thời gian tập boxing anh cũng còn tổ ta vẫn còn đang đến trường sắp sắp đến trường các bạn võ sĩ không có điều gì xảy ra hết hiệp một. Sa ikalawang round mga tol, dito na lumabas ang iba't ibang stance ni Pasyunes. Mula sa orthodox biglang naging southpaw. Ngunit solido pa rin ang mga pinakawalang suntok. Vừa rồi là một cú trả đòn còn cũng không có được tí nào mà tất tất nhiều hơn cũng như hiệp một hay hiệp hai người đó tất công nhiều ta các bạn nhìn thấy một cái gì đó rất là may quá rồi là ngày hôm nay ngày hôm nay ô đồ pha đây hay khá là tốt từ thấy nhìn khuôn mặt của AC anh nó rất cười. Vừa rồi là một cú khá là tốt. Vì đây là một gì đó bắn chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp ấy, nhận nghề thì vẫn có được thấp, không bị nhấp nhả đó bạn. Và một cú ra tay chính xác trả đòn đến từ vị AG. Vừa rồi là một combo khá là tốt từ AG. Body shot from AG. Vào counter của chuyến tiến đạp.
các bạn. Bên góc phải xanh chúng ta nhìn thấy đó là vận động viên Trương Đình Hoàng. Và chúng ta vẫn đang thăm dò nhau mà. Em bắt đầu ép Azi và với những một cuộc chat rất là tuyệt vời. Cú sáp vẫn là vui nhưng cú sáp rất là tốt. Mẹ không? Bây giờ mọi người thấy là Nguyễn Tiến Đạt đã bắt đầu đài. Ồ, một phát tay sau khá là tốt từ Nguyễn Tiến Đạt khi đến nắm thẳng trực diện vào IG. Ồ, tiếp tục là một pha uppercut. Ồ, đây là những pha động của Nguyễn Tiến Đạt. Và huấn luyện viên của Nguyễn Tiến Đạt Tào Quyên. Wow, vừa rồi là một pha uppercut chính xác cho IG. Cả hai đồng khá là dưới dưới đài khá là hô, cả huấn luyện viên đang bình luận là cố lên và một cố lên cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt Nam. Bạn đã thấy dưới lòng đài huấn luyện viên của bạn cú tay sau chính xác. Bây giờ là thời gian cả hai đối thủ đang rất là nghỉ giữa hai tốn khá là nhiều thể lực thì bạn phải cần dân khoảng 10-15 giây để đá được tim dầm cho nhịp tim giảm xuống để mình đi. Vừa rồi mà cái đó rất là đẹp đấy rồi đẹp và có điểm tính là của AJ là nhìn còn 10 giây nữa thôi là kết thúc hiệp 3 ngày hôm nay và chúng ta sẽ đến hiệp cuối cùng final round. Mainit pa rin ang banatan dito sa ika-apat na rounds mga tol kung saan palaban din itong Vietnam boxer. Là một pha cả hai người khá là đấu đòn vì đây là hiệp cuối. Vì đây là hiệp cuối nên cả hai khá là đấu đòn để cống hiến cho đối thủ. Và chúng ta hãy chú ý là winning. Bụi đi mùa hậu, bụi đi mùa cao và bụi đi mùa trán. Một pha combo khá là tốt đến từ IG và hơi thở và tim lực để mình là một pha lay hand khá là tốt của từ IG. Cả hai người khá là đấu đòn vì đây là hiệp cuối. Vì đây là hiệp cuối nên cả hai khá là đấu đòn để cống hiến cho đối thủ, mọi người xem và cũng như là ai là quyết định ai là người chiến thắng trong trận đấu này. Và chúng ta hãy chờ xem. Và chúng ta hãy chú ý vào cái tới gân của cả hai bác sĩ đang sử dụng là nhưng mà AJ luôn liên tục bóc kẻ bạc dường như chuyện gì đã xảy ra có bao là không thì đang cố gắng có một cái cúp A đầu tiên của mình khi đó và chỉ còn 20 giây cuối cho trận đấu và main event này á hai tay đấm 16 tuổi. Tên đây gọi là Lapis Gap Aben. Tên đây. Chỉ cuối 10 giây thôi các bạn. Matapos ang laban mga tol, nakuha ng Pinoy na si Pasiones ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision at mula dito kumuha pa si Pasiones ng mga impresibong knockouts na panalo hanggang naging WBA Asia champion. Tungkol naman sa performance ni Pasiones, ito na kaya ang susunod na world champion. Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa suporta sa ating munting channel. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.